Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết đoạn văn cảm nhận 4 câu thơ cuối bài Khi còn tu hú của Tố Hữu. Trên video là hai đoạn văn tham khảo, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Đoạn văn 1. 4 câu thơ cuối đã khắc họa một cách rõ nét tâm trạng của người tù cách mạng. Đó là tâm trạng đau khổ, bực bội, uất ức, ngột ngạt, nhưng không hề có vẻ bi quan, chán trường, tuyệt vọng của một tâm hồn yếu đuối dễ bị gục ngã, quy phục trước hoàn cảnh. Nhà thơ cảm nhận vẻ đẹp mùa hè bằng chính sức mạnh tâm hồn, bằng tình yêu quê hương tha thiết, yêu cuộc sống tự do đến cháy bỏng. Ta nghe hè dậy bên lòng. Nhịp thơ đang đều đều êm ái, đến câu 8 và 9 bỗng bị ngắt bất thường, 6-2-3-3. Các từ ngữ, hình ảnh đang vui tươi, đến đây bỗng trở nên mạnh mẽ, dữ dội, đập tan phòng, chết uất, ngột. Tất cả để diễn tả tâm trạng u uất, ngột ngạt, bực bội và khát khao sống, khát khao tự do. Bài thơ mở đầu bằng tiếng chim tu hú và kết thúc cũng bằng tiếng chim tu hú. Phải chăng mỗi tiếng kêu của nó là một tín hiệu gợi nhắc về cuộc sống tự do, thân phận tù tội? Tiếng chim tu hú ở đầu bài là tiếng gọi vào hè náo nức rộn ràng. Tiếng chim tu hú ở câu thơ kết bài là tiếng kêu có phần như thiêu đốt dục dã, tiếng gọi của tự do, khát vọng ra diết, thôi thúc lòng người. Bài thơ kết thúc bằng cách mở ra tiếng chim tu hú cứ kêu như dục dã những hành động sắp tới. Hết đoạn văn 1. Sau đây là đoạn văn 2. Qua 4 câu thơ cuối, ta như cảm nhận được tâm trạng bức bối ngột ngạt và tâm hồn khao khát tự do cháy bỏng của nhà thơ trong ngục giam tăm tối. Thanh âm của tiếng chim tu hú đã gợi dẫn tác giả về miền liên tưởng những ngày hạ tháng 7. Những âm thanh của mùa hạ rộn rã và khung cảnh thiên nhiên vui tươi như dục dã gọi mời người tù cách mạng hướng tâm hồn ra bên ngoài song sắt. Sự đối lập của không gian nhà tù và không gian tự do giữa quá khứ và hiện tại khiến nhà thơ cảm thấy sự ngột ngạt, tù túng, niềm uất hận, bế tắc khi chưa ra khỏi chốn lao tù. Sự uất hận đó dường như lên tới đỉnh điểm khi nhà thơ muốn đập tan phòng. Cách ngắt nhịp 6-2 hay 3-3 cũng nhấn mạnh trạng thái tinh thần bức xúc bực bội ấy. Tiếng chim tu hú vừa báo hiệu sự chuyển dịch của thời gian, mặt khác vừa như thúc bách dục dã người thanh niên cách mạng trẻ tuổi đang bị giam hãm trong nhà lao đế quốc phải nhanh chóng thoát ra ngoài để trở về với phong trào để cùng người nhân dân đấu tranh cho độc lập tự do. Sự lặp lại âm thanh của tiếng tu hú cuối bài thơ vừa nhấn mạnh, vừa tô đậm ý chí và khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng trong chốn lao tù. Hết đoạn văn 2. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.